Có thể các bạn sẽ cảm thấy hơi vội vàng một xíu, nhưng chỉ còn đúng một tuần thi đấu nữa thôi là mùa giải VCS 2023 Hoàng Hôn sẽ kết thúc giai đoạn vòng bảng để chuẩn bị tiến vào vòng đấu playoff. Hơn phần nửa chặng đường của VCS mùa hè này đã trôi qua nhanh như một cơn gió mà chẳng động lại mấy điều ấn tượng với người xem. Không khó để chúng ta nhìn ra rằng VCS 2023 Hoàng Hôn đã diễn ra trong bối cảnh hết sức trớ trêu của Liên minh Huyền thoại Việt Nam. Đồng thời khi VCS diễn ra, giải đấu cũng chịu nhiều thiếu sót không thể lường trước được, khiến cho mức độ hấp dẫn và sự quan tâm từ khán giả sụt giảm đi một cách rõ rệt. Liệu rằng VCS 2023 Hoàng Hôn có phải là một trong những hoặc thậm chí là mùa giải VCS tệ nhất lịch sử hay không? Hãy cùng MGN Esports đi tìm câu trả lời trong video này. Trước khi bắt đầu, anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn thật mạnh cái nút đăng ký ở phía dưới cho MGN Esports sớm lên được 100.000 sub nha. Điều đầu tiên hãy nhìn vào bối cảnh diễn ra mùa giải VCS 2023 Hoàng Hôn năm nay. Trước khi giải đấu khởi tranh, Liên minh Huyền thoại Việt Nam đã trải qua một trong những khoảng thời gian tăm tối và có phần tuyệt vọng nhất nhiều năm trở lại đây. Vấn đề bắt nguồn từ trận VCS 2023 Hừng Đông diễn ra vào hồi đầu năm nay. Đó là một giải đấu hoàn hảo của nhà vô địch GAM Esports khi họ dễ dàng lên ngôi vương với 17 trận toàn thắng từ vòng bảng và đến vòng đấu loại trực tiếp. Với sức mạnh tuyệt đối như vậy của GAM trong một mùa giải mà nhiều đội tuyển khác tại VCS cũng có màn trình diễn tốt, dĩ nhiên cộng đồng Liên minh Huyền thoại đã đặt niềm tin lớn vào nhà đương kim vô địch tại MSI 2023. Dù cho mức độ kỳ vọng của chúng ta không còn cao như tại chung kết thế giới 2022 nữa, chính vì màn trình diễn tệ hại của GAM ở giải đấu đó, nhưng Levi và đồng đội đã khiến tất cả phải suy nghĩ lại về lựa chọn của mình khi mang đến một màn trình diễn còn thảm họa hơn gấp nhiều lần trên đất Anh Quốc. Chỉ sau hai trận BO3 ngắn ngủi, đội tuyển mạnh nhất VCS đã bị loại thẳng cẳng khỏi MSI 2023. Trận thua trước Golden Guardians thì có thể thông cảm được, nhưng việc để một đại diện đến từ châu Mỹ Latin, khu vực wildcard yếu nhất, thì là kết quả khó để người hâm mộ Việt Nam chấp nhận. Sau gần 7 năm, đại diện của khu vực VCS mới lại bị wildcard đá đít khỏi giải đấu và thất bại đáng xấu hổ này đã kéo theo một số hệ lụy làm ảnh hưởng đến cả giải đấu VCS. Giờ chúng ta hãy cùng trở lại giải đấu Hoàng Hôn đang diễn ra ở những tuần cuối vòng bảng. Sự quan tâm theo dõi của khán giả đối với VCS đã phần nào đó giảm sút vì họ gần như mất hết niềm tin và sức mạnh của Liên minh Huyền thoại Việt Nam sau quá nhiều lần ôm hận ở đấu trường quốc tế trong quá khứ. Thất bại của GAM ở MSI 2023 như giọt nước trà ly. Giờ đây, những fan VCS lạc quan nhất, dù ít hay nhiều cũng sẽ luôn có một ý nghĩ trong đầu rằng các đại diện Việt Nam ra thế giới rồi cũng sẽ ăn hành ngập mồm mà về nước sớm thôi, chứ cơ hội làm nên chiến tích gì đó gần như bằng không. GAM thua wildcard không có nghĩa là cả VCS thua wildcard, nhưng những đội VCS còn lại không có cách nào đảo bại GAM để giành được suất thi đấu với wildcard. Trước sự thật trớ trêu đó, khán giả mất niềm tin vào VCS Âu cũng là điều dễ hiểu, vì không biết phải hy vọng gì và màn trình diễn của những đội VCS sẽ xuất hiện ở chung kết thế giới sắp tới, nên khán giả cũng dần không còn theo dõi giải đấu một cách thường xuyên nữa. Hãy nhìn lại các giải đấu VCS trong quá khứ, khi Việt Nam chắc chắn có suất tham dự MSI và chung kết thế giới, trừ VCS mùa xuân 2022 ra thì đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả với độ nóng tối đa. Đó là vì vào những lúc đó người xem vẫn còn hy vọng vào một kỳ tích nào đó mà VCS sẽ làm được ở đấu trường thế giới. Nhưng tại thời điểm này, tại VCS 2023 Hoàng Hôn, niềm hy vọng đó gần như không còn nữa. Nguyên nhân thứ hai cho sự kém hấp dẫn của VCS mùa hè này, đồng thời cũng là lý do lớn nhất vì nó dẫn trực tiếp đến sự suy giảm vô cùng rõ ràng về lượng người xem, đó là pha biến mất như ảo thuật ra đến từ vị trí đội tuyển SBTC Esports. Đến tận thời điểm này là tuần thi đấu thứ 6, SE mới chỉ được thi đấu đúng một trận ra quân. Tất cả những trận đấu còn lại của SE đều đã được hoãn, hay ta phải thừa nhận luôn là đều bị hủy để phục vụ cho công tác điều tra của Riot. Thực hư của câu chuyện này có rất ít người nắm rõ và dĩ nhiên họ không được phép công khai nó lên mạng, nên chúng ta không biết được chính xác SE bị nhốt lại vì tội danh gì. Chỉ biết rằng mùa giải VCS này coi như đã kết thúc với SE và giải đấu thì mất đi một nhân tố cực kỳ quan trọng. Không thể phủ nhận rằng SE là đội tuyển mà bất kỳ giải đấu nào, không riêng gì VCS sẽ luôn cần đến. Vì rạp siếc Gà Hồng này có một lượng người hâm mộ cực kỳ đông đảo, giúp VCS thường xuyên đạt được số lượng xem rất cao và những trận thi đấu của SBTC Esports. Hãy nhìn qua thống kê của trang Esports Chat về mùa giải VCS Hừng Đông vào nửa đầu năm nay. Top 5 trận đấu có nhiều người xem trực tiếp cùng lúc nhất là 5 trận đấu có sự góp mặt của SE. Còn VCS Hoàng Hôn, giải đấu đang diễn ra nhưng SE lại bị cấm thi đấu thì sao? Trận đấu nhiều view cũng chính là trận đấu duy nhất mà SE được lên sân khấu. Cuộc thư hùng siêu kinh điển VCS với GAM. Trong số những yếu tố làm nên thành công của một giải đấu Liên minh Huyền thoại, thì lượng người xem luôn là yếu tố quan trọng nhất. Về mặt này thì VCS không thể nào có đủ sức hút với khán giả khi mất đi cái tên SE. Bất kỳ giải đấu Liên minh Huyền thoại quốc nội nào trên thế giới cũng cần con gà đẻ trứng vàng của họ. LEC có G2, LPL có Weibo, Top Esports hay EDG. LCK thì có Faker và T1, còn VCS thì con gà đẻ trứng vàng của giải đấu này chính là SE. Mặc dù rạp siếc Hèn Đông không đủ đẳng cấp để so sánh với những cái tên kể trên, nhưng thực tế đã chứng minh VCS thiếu SE mùa giải này thì lượng người xem cũng sụt giảm trầm trọng như LCK thiếu Faker trong vài tuần gần đây vậy. Khoảng thời gian này đúng thật là tam tai cho LCK và VCS.
Bên cạnh đó, SC còn là nhân tố giúp cho mặt truyền thông của VCS trở nên đáng quan tâm hơn rất nhiều so với hiện tại. Đồng ý là SC không phải lúc nào cũng làm truyền thông sạch và phong cách cà khịa của đội tuyển này không phải ai cũng vừa lòng. Nhưng thiếu đi SC, những cuộc chiến, những cuộc đấu khẩu, những vụ drama bổ phổi trên mạng cũng gần như tiêu biến. Cả giai đoạn VCS Hưng Đông, khán giả đã quen với mạch truyện đối đầu trên mọi mặt trận của SC và GAM hay tư thù giữa SC và Cerberus. Giờ nhìn lại truyền thông có phần yên ắng ôn hòa của VCS thì thật sự quá nhàm chán, không thể phủ nhận những giá trị mà SC mang lại cho VCS suốt từ năm 2021 đến nay là quá to lớn hơn nhiều so với thành tích mà giáp siếc Hèn Đông có được. Sự vắng mặt của SC cũng đánh dấu một vài cột mốc đáng quên cho VCS. Đây dường như là mùa giải VCS đầu tiên không có bất kỳ một cái tên nào là tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả. Khi VCS còn SC thì tất nhiên SC giữ vị trí đó. Trước khi SC ra đời, VCS có EVOS với một đội hình vừa mạnh vừa hề, các sản phẩm truyền thông thì chất lượng cực kỳ tốt. Trước đó nữa thì VCS có FFQ, sau này đổi tên thành Loki, một đội tuyển rất tương đồng với SPTC Esports. Trước FFQ, VCS có Bubba Marines, tập thể toàn sao từng khiến truyền thông phải tốn rất nhiều giấy mực để theo sát từng động thái của họ từ ngoài đời cho đến thi đấu. Một đội tuyển theo kiểu những đội tuyển kể trên đã không hề xuất hiện tại VCS 2023 Hoàng Hôn, khiến giải đấu kém sôi nổi hơn hẳn vì khán giả không tìm thấy được một cái tên nào đủ thú vị để theo dõi. Sự vắng mặt của SC tại mùa giải này cũng đánh dấu lần đầu tiên VCS diễn ra với ít hơn 7 đội tuyển tham dự và cũng là lần hiếm hoi mà một đội tuyển đang thi đấu giữa chừng lại bị bế đi điều tra. Đột ngột mất đi một đội đã buộc VCS phải thay đổi lại toàn bộ lịch thi đấu vốn được định sẵn trước. Giờ đây mỗi tuần đấu của VCS chỉ còn có 3 ngày thay vì 4 ngày như thường lệ, phải chờ đợi khá lâu từ chủ nhật cho đến tận thứ 6 tuần sau, có lẽ là một trong các nguyên nhân khiến khán giả cảm thấy chán nản và không còn theo dõi VCS nhiều như trước nữa. Bên cạnh số lượng trận đấu và ngày đấu bị giảm đi thì chất lượng các trận đấu của VCS hè năm nay cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Không phủ nhận là vẫn có những trận đấu hấp dẫn như cuộc chạm trán giữa Team Flash và Sài Gòn Buffalo, nhưng dường như đó là trận duy nhất có chất lượng cao mùa này. Trận đấu chất lượng cao theo tôi được dựa vào hai tiêu chí, một là chất lượng chuyên môn và hai là cốt truyện của cuộc đối đầu đó. Để nói về chất lượng chuyên môn của VCS hiện tại thì phải dùng đến hai từ nước đôi. Những trận đấu bẩn mắt vẫn còn đầy rẫy và mỗi khi phải xem các màn tấu hề này thì dĩ nhiên khán giả sẽ có một cảm giác nô hốp vô cùng. Nhưng khi được thưởng thức những trận đấu căng cực trong từng cung bậc thì sao? Người hâm mộ sẽ suy nghĩ rằng, ừ thì đánh cũng hay đấy nhưng kiểu gì ra thế giới cũng lại nằm sấp thôi. Vì vậy trong mắt khán giả, không có một trận đấu nào ở VCS 2023 Hoàng Hôn là có chất lượng chuyên môn cao thật sự cả. Vì chúng vốn không chứng minh sự tiến bộ nào của Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp Việt Nam kể từ MSI. Còn về câu chuyện của những cuộc đối đầu, khái niệm này nghe có vẻ hơi nho một xíu, nhưng trong thể thao, nó luôn là yếu tố cần thiết để đẩy độ nóng của một trận đấu lên mức phỏng tay, không cần phải lấy ví dụ ở những giải đấu khác hay những bộ môn khác chi cho rông dài. Hãy nhìn vào các mùa VCS mới đây thôi, chúng ta sẽ thấy những trận thư hùng giữa GAM và SE hay siêu kinh điển giữa GAM và Team Flash đã khiến giải đấu trở nên vô cùng đáng xem. Trận đấu giữa các đội tuyển này không đơn thuần chỉ là một trận đấu mà đó còn là cuộc chiến trên mặt trận truyền thông, là nơi để cộng đồng người hâm mộ hai bên thỏa sức khẩu chiến. Bản thân VCS cũng có thể sáng tạo ra thêm nhiều nội dung xoay quanh những trận thư hùng này. Chính những gia vị đó đã giúp cho VCS luôn thu hút được sự quan tâm từ đông đảo khán giả trong rất nhiều mùa giải đã qua. Còn ở VCS Hoàng Hôn, những cặp đối đầu duyên nợ gần như là không có. Thực tế là vẫn có khá trận đấu có thể xếp vào hàng tâm điểm, không chỉ về thực lực mà còn về cốt truyện. Ví dụ như Team Secret gặp SKB khi những người đồng đội cũ lâu năm tái ngộ, hai Team Wales đối đầu GAM để thách thức nhà vô địch. Nhưng rồi những trận đấu này lại không hề nóng như kỳ vọng, độ đầu tư của đội truyền thông từ phía các đội tuyển dành cho chúng ta quá thấp. Và chúng ta cũng sẽ phải xem các cặp thi đấu kém chất lượng về mọi mặt luôn hay sao. Đến thời điểm này ở mùa giải Hoàng Hôn, có vẻ như VCS vẫn chưa giải quyết được vấn đề đó. Và cuối cùng, có lẽ nào VCS đã thực sự đi đến giai đoạn thoái trào sau thất bại tại MSI 2023. Sự thoái trào này từng như rất nhiều lần nhẹ nhóm trong quá khứ, nhưng Riot đã quay trở lại và cho VCS một niềm hy vọng mới. Để rồi đến lúc này, những thế thức mới và các giải đấu quốc tế, đại diện VCS sẽ khó mà làm nên được kỳ tích khi ra biển lớn nữa nếu không có một bước tiến lớn nào. Và bước tiến lớn đây biết khi nào mới xảy ra. Vì thế mà người hâm mộ cứ dần lạnh nhạt đi với giải đấu này vì niềm hy vọng là không còn nữa. Với những lý do đã liệt kê ở trên, khá dễ thấy mùa giải VCS Hoàng Hôn đang đuối sức hơn rất nhiều so với hai mùa giải VCS cực kỳ thành công ngay trước đó là VCS mùa hè 2022 và VCS 2023 Hưng Đông. Nhưng liệu mùa giải VCS này có thực sự tệ nhất lịch sử? Để tìm được câu trả lời chính xác, ta cần phải suy xét lại. Thực chất VCS 2023 Hoàng Hôn không tệ về mọi mặt. Điểm sáng nhất của mùa giải lần này là những sản phẩm truyền thông phục vụ giải đấu được đầu tư mạnh và thực hiện rất chỉn chu. Trailer giải đấu, hype video hay chương trình This or That là dẫn chứng cụ thể cho thấy sự tận tâm của các đơn vị Riot, Ionia, VNG dành cho VCS lớn như thế nào. Ngoài ra, nhìn theo một khía cạnh tích cực hơn, các đội tuyển VCS cũng đang xây dựng hoặc đã trình làng những nhân tố trẻ vô cùng tài năng để chuẩn bị cho một thế hệ mới. Nhà thi đấu cũng đang được Riot xây dựng gần xong và nhiều khả năng sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm sau. Với sự đầu tư mạnh mẽ từ chính Riot như vậy, VCS vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước để phát triển và giành lại được sự quan tâm, yêu mến từ cộng đồng người hâm mộ Liên minh Huyền thoại Việt Nam. Để chốt lại, VCS Hoàng Hôn có phải là mùa giải tệ không? Có. Nó có tệ nhất lịch sử không?
Dù sẽ khá gây tranh cãi nhưng tôi nghĩ câu trả lời là có. Để tế nhị hơn, tôi sẽ nói rằng VCS Hoàng Hôn đến thời điểm này đang tệ hơn VCS mùa hè 2022 và VCS Hừng Đông khá nhiều. Và cũng là kết thúc của video ngày hôm nay. Anh em nghĩ sao về nội dung này? Hãy để lại comment phía dưới để chúng ta cùng nhau bàn luận. Nếu thấy video hay và bổ ích, hãy like và share để ủng hộ tôi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau trên kênh MGN eSports nhé. Và để cảm ơn các anh em nào đã xem hết video và subscribe kênh, tôi sẽ tặng anh em câu thơ để tán các bạn tên Khánh nhé. Tán bạn Khánh mà đổ thì nhớ nói Khánh sắp kênh cho tôi luôn nghe chưa. Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà Khánh, mơ con gì cũng đánh, kiếm tờ tiền màu xanh. Gọi Khánh là cây thuốc phiện, vì làm anh nghiện lẫn phê. Nếu mà Khánh không chê, anh tặng Khánh con xế.